cuộc đời tao bia cho nhiều thằng lắm rồi, mà trong đó nó phản đồ cả nùi. Nên mấy bạn hỏi sao nhiều biết phản đồ đông vậy, mày thấy Việt Nam 96 triệu dân phản động cái đống, chừng nào Việt Nam hết phản động tao hết phản đồ. Chuẩn chưa, hợp lý không em? Đất nước mà đồng phản này nói chi thằng Duy Nguyễn, chuyện rất là bình thường. Cuộc đời nó khốn nạn lắm, nó nghe tao phá sản nó mừng dòng họ nó trúng số. Nó có mấy đứa đó, nó nhà mướn, nó đòi cho thằng Duy Nguyễn về quê bán dừa. Ông xin lỗi mày, bán dừa thôi bỏ cách thôi. Ủa, giờ hết dừa để bán rồi. Ủa chuyện gì đó mà bố láo đi chứ. Mình làm ăn á, không đụng chạm nào hết trơn á. Ủa tao mới phòng riêng kè mẹ tao chứ, trời ơi. Ủa tao mở phòng riêng mày có cách nói không? Nope. Phòng riêng mày phòng thằng cỏ, phòng có 200.000 tháng nè. Xin lỗi mày à, phòng này 200.000 cỡ. Đi bằng ảnh nữa. Không có đâu Việt Nam mình đó bạn. Thứ dân Việt Nam gì đi đâu đó, mẹ mày xấu không à. Đi qua Cali á, thì mở nè phá giá. Mày ngu hết phần luôn. Tự nhiên nail lại gì độc quyền của người Việt. Thì bầu lên làm hội trưởng ngành nail đi. Kêu là nail chúa. Đó, cái Việt Nam của kim chúa vậy đó. Xong rồi hả, mình làm giá. Đúng không, thằng nào muốn đề xuất bản giá nào nộp nail chúa đó. Tại sao bộ móng này mà làm 30 rồi đó, tao nghe nè. Trong khi giá thị trường bộ móng này là 45. Mày làm 30 vậy có phải là mày phá giá không? Mày phá giá là cái dòng họ nó kéo ra nó phá hết. Trong khi bật giá Cali thì nhà mắc xe mắc, chi phí sinh hoạt mắc. Mà làm em có ăn. Kinh doanh cái kiểu gì tao cũng hiểu nổi nha, thiệt luôn á. Xin thưa nha, mấy đồng chí nào mà cầm tiền ra làm ăn nha, thì làm ơn đi học tìm tôi một cái đi. Đừng có kinh doanh thằng vô học. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Tao nói thiệt với tụi mày á, cuộc đời này nó khốn nạn lắm. Nó nghe tao phá sản nó mừng như dòng họ nó trúng số. Má có mấy đứa đó, nó nhà mướn, nó đòi cho thằng Duy Nguyễn về quê bán dừa. Ông xin lỗi mày, bán dừa thôi bao cấp thôi. Bây giờ hết dừa để bán rồi. Nói chuyện nghe rất là bố láo thôi chứ. Mình làm ăn á, không đụng chạm nào hết trơn á. Ủa tao mở phòng gym kệ mẹ tao chứ, trời ơi. Ủa tao mở phòng gym mày có chết đói không? Nope. Phòng gym phòng cỏ, phòng có 200-300 ngàn tháng à. Xin lỗi mày à, phòng này 200 ngàn có cỡ. Vậy mà cũng ảnh nữa. Không có đâu Việt Nam mình đó mẹ. Thứ dân Việt Nam vậy đi đâu đó, mẹ mang thật xấu không à. Đi qua Cali á, thì mở nè phá giá. Mẹ ngu hết phần luôn. Tự nhiên nail lại gì độc quyền của người Việt. Thì bầu lên thằng hội trưởng ngành nail đi. Kêu là nail chúa. Đó. Giống Việt Nam có kim chúa vậy đó. Xong rồi hả? Mình làm giá. Đúng không? Thằng nào muốn đề xuất bản giá nào nộp nail chúa đó. Tại sao bộ móng này mà làm 30 rồi đó tao nghe coi. Trong khi giá thị trường bộ móng này là 45. Mày làm 30 vậy có phải là mày phá giá không? Mày phá giá là cái dòng họ nó kéo ra nó phá hết. Trong khi vật giá Cali thì nhà mắc xe mắc, chi phí sinh hoạt mắc. Làm này không có ăn. Mắc kinh doanh cái kiểu gì tao cũng hiểu nổi nữa, thiệt luôn á. Xin thưa nha, mấy đồng chí nào mà cầm tiền ra làm ăn nha, thì làm ơn đi học tìm tôi một cái đi. Đừng có kinh doanh như thằng vô học. Giận. Đó. Xin trân trọng giới thiệu cho các bạn, đây là máy Smith. Lần thứ hai gặp cái máy Smith này. Và hôm nay Duy Nguyễn sẽ phân tích, hướng dẫn, chia sẻ cũng như đam cái bài là Miss Shoulder Press. Đẩy vai nha em. Tại sao đẩy vai bằng máy Miss nó lại quan trọng như vậy? À, cái máy Smith là nó sinh ra để nó phục vụ những cái bài bán freeway. Yes. Nghe không? Cái máy vai hồi nãy bên kia kìa. Tập á, thì nó sẽ mang cái sự gượng gạo và sự khó. Chắc chắn nó sẽ khó hơn nhiều chứ. Khó hơn. Cái máy Smith này tập dễ hơn. Vậy nó mới mất tiền gần cái trăm củ. Wow. Cái máy kia đó, tao quên mẹ giá rồi, nhưng mà cái máy kia tao bảo đảm mày không quá 25 củ. Máy ở phòng đang đứng không quá 25 củ. Sao đòi vị trí máy này? Đúng không? Tại vì máy này nó là tuyệt vời hơn về tất cả. Mình có sao nói vậy vậy bạn. Máy nào của mình tốt ok, phân tích rõ ràng. Anh em chọn lựa. Thằng nào thích ngồi qua bên kia, thằng thích đứng qua bên đây ok. Đúng không? Bạn qua bên đây xong bạn mới tập bài đứng bằng barbell được. Đứng bằng barbell nó còn khó ác nữa, bữa nào tôi minh họa cho coi. Đứng barbell có hai cách tập. Cách tập nào là tạo lên người anh hùng. Cách tập nào làm nên thằng bị chấn thương bại liệt. Sẽ nói rất là rõ. Còn hôm nay đây là máy Smith bán freeway rất là tuyệt vời. Hệ thống máy của THOL đầu tư dàn Smith hơi bị khủng lắm em. Nè, cách tập rất đơn giản thôi, không gì khó khăn hết. Bán freeway mà freeway là tập sao cũng được.
muốn tập sao tập à, theo những cơ chế chuyển động tự nhiên của cơ thể. Rồi vô vị trí này không chuẩn. Tại sao? Nó cao ba ơi, vị trí phải ngay vú đó. Cái vị trí chuẩn là vị trí phải ngay vú ngước lên cầm, đúng chưa? Nên cái vị trí là vị trí vàng nè, người ta có hung hít ta hung đây nè ba, hung đây là cha ông con nha. Vị trí này không chuẩn nào, nó đều đâu là không chuẩn rồi. Không chuẩn cố tập thiền sao thành bao chuẩn. Nani? Tức là đai đó ba, bao chuẩn đời Tống. Bữa nay đời là gì? Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì chúng ta phải chỉnh cho chuẩn, chỉnh cho chuẩn bằng cách mà vô chỉnh tao đi Phong. À, thật ra làm giỡn thôi em, chứ không phải là làm lớn làm láo, không phải làm chủ sai. Chẳng qua là PA hình ảnh cho nhân viên thôi. What? Cuộc đời này tao PA cho nhiều thằng lắm rồi, mà trong đó nó phản đồ cả nồi. Nên mấy bạn hỏi sao Di Nguyễn phản đồ đông vậy? Mày thấy Việt Nam 96 triệu dân phản động cả đống, chừng nào Việt Nam hết phản động tao hết phản đồ. Chuẩn chưa? Hợp lý không em? Đất nước mà nó còn phản thì nói chi thằng Di Nguyễn. Chuyện rất là bình thường. Tiếp tục. Đó, ok, chuẩn rồi đó. Nghĩ nè. Đấy không? Vô. Trời ơi má ơi, nó nhẹ tựa lông hồng ông nội. Đưa má. Đưa má cái máy đâu xịn vãi. Tập cơ ngón tay nhiên. Nè, tập cơ ngón tay nhiên. Má ơi, lên tạ đi ba. Tập mắc cười quá. Lên cho anh mẹ nó bên bốn cục đi mẹ em. À, bây giờ chúng ta đã chỉnh một cái mức tạ nó vừa phải rồi nha mấy em. Cách cầm á thì cầm sao nè, rộng phần nửa 1,5 vai, nó hoài rồi. Nó hoài khổ lắm nó mãi. Rồi đẩy tạ. Bao giờ phải ưỡn ngực ra cả. Tất cả những bài press ngực là phải ưỡn nha. Cực đẹp cực xấu gì cũng phải ưỡn hết. Mà đúng là dạo này tao bự thiệt mày. Hèn chi nữa, hồi chiều mới qua nhà bồ của bồ cũ. Má nó khen tao dạo này sao bự dữ vậy. Tao nhìn nó ủng cũng vậy mà cô. Không nhìn con bự hơn cái thời con quen con gái bác lắm. Đó. Chắc tại con quen con nhỏ kia cho nó ăn nhiều hơn. Con gái bác bỏ đói luôn nè. Nói xong mặt bả giận luôn. Kỳ quá. Hay có thằng đê lên vậy nè. Kệ tụi nó. Cũng không được chuẩn lắm nhưng mà cũng không có đến nỗi nguy hiểm lắm. Kệ nó đi. Còn anh thích lên vậy. Đó. Đối với anh là là thích vậy nè. Đúng mà nặng quá mẹ ơi. Nặng quá thì phải sao ta? Chỉnh bảo hiểm. À bảo hiểm có rồi hả? Ê bảo hiểm hình như nó bị nghiêng mày. À đúng mà. Nghiêng không? Đâu lên đây thử coi. Không tới mới đau chứ. Thôi kệ mày nằm đây đi. Bảo hiểm chi? Chúng nó đè nặng á. Quăng tạ ra chạy. Có cái bùm ở đây không đè mình chết. Hiểu không? Hui. Chết mẹ rồi. Đồ nó cao quá. Bị khổ ông ơi. Trời ơi má này cho mấy con lùng rồi. Còn cách mấy em từ từ kiếm vết cứu nha. Lấy ghế ngồi. Mà lấy ghế ngồi. Ê kiếm cái ghế đỏ đỏ giùm anh cái mấy em. Cái ghế đỏ huyền thoại á. Bên đây có mà. Đó, còn không thì phải đứng tấn. Tập võ mấy em. Mấy tập võ tấn thường thôi, anh tấn mới ghê nè. Đó, à, không? No. Tức thiệt chứ ta. Chỉnh hoài hồi mệt nha. Không giỡn nha mấy em. Ai ơi. Nên mấy em mới vô tập máy này bị cúm gà, đừng có buồn nha. Nó vậy đó. Từ từ chỉnh thôi, mình lần đầu tiên mình làm chuyện đó mình phải chỉnh. Mấy lần sau cứ thế mà phan. Bắn. Wow. Ah.
xong. Đó. Bởi vậy vô cái máy này thì nó rất là ngon mấy em. Nhưng mà mình tập nó sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề. Và chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ những vấn đề từ từ. Thì bây giờ cái giải pháp hồi nãy tập đứng tấn á, là kể như anh tập bựa cho nó vui thôi. Chứ còn ai đợi mà đứng nổi. Nên nó cách tập đó là không có áp dụng nghe chưa. Cách tập áp dụng mà ok nhất cho cái máy này là cách mà Duy đang đứng, Duy sắp trình bày. Đó. Tại vì cái máy này nếu bạn cao Duy bằng tập nó sẽ bị vướng trên này, không tập được. Còn bạn nào thấp chừng mét năm mấy thì hên xui nha, vô tập thử đi. Còn cái giải pháp ngồi á thì chúng ta phải chỉnh nhiều cái. Cái khóa an toàn này nó không còn quan trọng nữa. Chỉnh thấp xuống, thấp nhất mức cuối nhất đây luôn. Bây giờ mình chỉnh thử cái mức này coi nó có hợp lý hay không. Không hợp lý á thì mình quăng luôn. Mà thôi quăng luôn cho rồi đi, mệt quá. Cái bài này không có đè chết, nên không sợ, buông ra chạy kịp. Rồi, cái thứ hai, chỉnh tạ xuống. Đó, ngay đây đúng không? Cái ghế ngồi bị sai trọng tâm. Kéo lên xíu. Rồi, chuẩn bị vô nha. Rồi, bị gì nữa mấy em, cao nữa nè không? Nhớ không, nhớ không? Nhớ hồi nãy bị cao không? Để xuống mất nữa. Rồi, về đẹp. Ngay cổ là đẹp. Đẹp nhất đây, vị trí chuẩn nha em, chụp hình lại đi em. Chụp hình làm kỷ niệm. Rồi xong mình đẩy. Đẩy từ 8 tới 10 nhân ráng lên. Này là bán freeway. Bán freeway, cái bài này nó sẽ không freeway bằng tạ dumbbell. Dumbbell nó freeway hơn. Nhưng mà cái bài này là bài tập để cho các em định hướng về cơ vai rất tốt. Khi mà các em tập được cái bài này tốt rồi đó thì qua dumbbell tập rất ok nha. Nên đây cũng là một cái bài mà Duy rất là thích. Đó, rất là thích. Các bạn sẽ chọn một cái ghế nào đó để ngồi, tùy thôi à. Nhưng mà khi mình chọn ghế nào thì mình phải chỉnh cái máy này nó phù hợp với cái ghế đó. Rồi bây giờ đẩy nè. Nhìn cách freeway nha, nhìn cái lưng á. Nhìn cái lưng á, freeway là reveal cái lưng. Lên nè, không. Xuống. Thấy cái lưng đưa không? Lên. Lên là vậy nè, chuẩn nè. Không có đẩy quá nha má. Đẩy quá vậy là gãy tay chắc bà luôn á, đẩy tới đây thôi. Đó, trục thẳng là ok. Xuống. Thấy đau lưng không? Nếu mà bạn quen mà sẽ đau lưng thì bạn gồng cái chân lên. Chống cái chân lên để cái chân nó giảm tải. Đó. Đó. Thấy chưa? Gác vậy đó, còn không có thích thì xuống đây, tùy thôi à. Cách nào cũng đúng hết. Gác đây nè, Duy thói quen, Duy thích gác đây. Ngồi Duy ra, Duy cũng ra lên này. Nha. Một cách, cách thứ hai vậy. Tùy. Cái nào cũng ok hết. Rửa tay, rửa tay. Thì chuẩn bị chia tay cái bài này rồi nha mấy bạn. Để lên làm những cái video khác. Một video Duy cố gắng nói ngắn gọn thôi. Đỡ hao nhân công, đỡ hao máy móc và đỡ hao công của Duy nữa. Nhưng mà nói thì thôi chứ Duy làm gì nó cũng trách nhiệm mà. Làm gì nó cũng muốn cho nó rõ ràng và làm gì cho nó muốn cho nó thật là chi tiết. Nên video nào cũng kéo dài 20 phút. Trời ơi. Má 20 phút một ngày quay 4 cái, 80 phút rồi có thằng nào vĩ đại như tôi không trời. Vậy còn biết share và like nữa. Tối ngày vô comment trẩu Duy Nguyễn làm gì. Khổ quá. Có ăn hết của dòng họ mấy ông đâu, mấy ông chứ vô ngày vô coi comment mấy ông chửi hoài. Chán gì đâu. Nên là có rất nhiều cái quan điểm về cái bài vai. Có người nói tập vai trước vai sau, đầu câu đó tào lao. Vai nó chỉ có vai bự vai nhỏ thôi, đồng ý là vai nó chia ra ba vị trí trước, trước giữa và sau. Nhưng mà cái bài vừa rồi tập á, là nó vô hết bà nó cái vai rồi. Nó vô hết bà nó cái vai rồi, không còn cái vô đâu, vô chỉ có vai sau thôi. Mà vai sau thì không có cơ chế này. Mà vai sau là cơ chế rô. Mấy bài rô nó vô vai sau rất là nhiều. Và rise nó vô vai sau một phần. Còn fresh nó vô nguyên cái vai luôn. Nè, miếng trước nè, cái này nè. Đừng có nghĩ để vậy nó mới vô. Không có cần phải đâu ba. Tối ngày cứ vậy không, cái tập xem mẹ như chim vậy trời. À, cứ tự tạo cho mình cái cảm giác lừa dối. Tự nhiên đi. Tự nhiên cơ thể. Đúng không? Ngồi cầu cá tra sao swat vậy? Thấy thôi. Phân tích cái lóng vào. Đúng không? Duy Nguyễn đã nói rồi, đầu gối để quá mũi chân á thì mày chấn thương đó. Vô cứ cãi là biết con khỉ gì. Mày phân tích có ai chứng minh được mày đúng. Mày toàn là chém gió trên mạng không, mày lấy ABC các kiểu mày ngon mày tập đi.
á, toàn là mấy thằng anh hùng bàn phím không à, mấy ông mới đụng là mấy con khỉ gì đúng không? Mình á là mình nói một cái gì đó phải có, mình phải có kiến thức đúng không? Toàn là mấy thằng học lớp 12 không à, vô đủ giải phẫu học đủ nghe gớm vai tạc mà đưa cái bằng đại học ra tao coi coi nó cứ vậy không á mấy em. Vì mà cái thế giới viêm mơ nó chặt chém nhau, thấy kia nổi xíu ba lên đập nhỏ, đập làm khỉ gì mà giỏi bằng nó đúng không? Mà cũng tội nghiệp mấy nhỏ mới lên xíu bị đập sợ quá nghỉ luôn em đúng không? Nói thật sự á, có ăn có học có trình có độ thì mẹ nói, còn không á thì thôi mẹ từ từ nghiên cứu đi. Nói vậy ta cười cho chết bà đúng không? Ta nói là gì, đầu óc ngu si mà tứ chi nó phát triển. Vô một phút mặt nệm bắt đầu đủ câu nói quyền thoại. Nope. Không có, có chơi vậy được nghe. À còn cái nữa, thích chơi vậy cũng được nữa. Có thằng nó mở tay nó nghịch mấy em, cái này nè lẫy ra lẫy vô nó không quen. Ok thì bạn có thể chơi như vậy, đâu phạm luật đâu. Thoải mái mấy em, an toàn cho mình, an toàn cho máy được rồi. Công nhận máy xịn thiệt á, không có nhìn gờ vô thấy dầu mà đẩy nó ru má đẩy đã đâu á. Bởi vậy á, phân tích so sánh máy luôn, cái máy này á với cái máy để vai, hình như ở dưới đây cũng có cái máy để vai á, cái máy mà multi press đẩy không ngon bằng cái này. Multi-press đẩy không ngon bằng này, nhưng mà multi-press nó dành cho người bắt đầu và dành cho phụ nữ, nó phù hợp hơn. Còn cái máy này rất cơ bắp quá, nó dành cho đàn ông. Nên các bạn phải trải qua con đường Smith này thôi thì mới qua được những cái bài kia. Còn những cái phòng tạ nó thiếu á thì bạn buộc phải nhảy cốc. Nhưng mà khi nhảy cốc như vậy nó rất là nguy hiểm, tại vì mình chưa có đủ nội công mà mình chuyển qua một cái máy nó khó tập hơn thì chấn thương nó sẽ chờ đón các bạn nha. À, vừa đẩy đâu nhìn đâu, quen rồi. Nè, đẩy là phải thẳng vậy nè. Cái tư thế này là thẳng, đi đâu đi không biết, tới đây ok. Đó, xong rồi xuống nè, phải ha. Đẩy lên. Ua. Thấy diễn sâu không? Người vô sao ta nhớ nhìn nha ba. Tập chưa quen nhớ nhìn nha. Nè, nè vô nè. Đẩy vô. Tới đâu dính kìa mẹ nó. Đúng không? Tại vì khi bạn ép cái tay vô chắc chắn nó chạy một đường hồi đó cũng dính vô lỗ à. Không bao giờ lọt cả nha. Nên bài này tập không bao giờ bị đè đâu. Không bao giờ sợ á. Đó. Đã đến THOL thì phải trải nghiệm cái máy VIP này. Không cho nào có đâu bạn nói thật. Nói thì thôi chứ phòng tôi quảng cáo 5 sao 4 sao nọ vô thôi tập máy muốn chưa thề. Tại vì khi lên hình bạn không biết được máy nào nó dở nó xấu nó đẹp. Ok chưa? Nó chụp hình, nó chụp hình quảng cáo mà. Đúng không? Cái máy nào chụp cũng đẹp hết đó. Mày vô mày để đi. Đóng 2 năm đi hối hận. Hey, what happened? À. Bởi vậy mấy bạn có thể là không cần phải tin Duy Nguyễn làm khỉ gì cả. Mấy bạn vô đóng mẹ nó 1 triệu 1 tháng thử nghiệm. Hết 1 triệu 1 tháng đóng 2 năm. Đôi bên cũng có lợi đúng không? Đôi bên cũng có lợi, tôi lời được 500 ngàn, bạn đỡ rủi ro, thích vậy đó bạn. Còn bạn vô đợp tiền 2 năm, tính đàn tháng tôi được có 400 ngàn đúng không? Bạn thơm, bạn cứ vô bạn chọi vô mặt sao 45 triệu tập tháng, dịch vụ ok, máy ok, đóng 3 năm không ok tao nghỉ cũng được. Vì thích mọi lời nói nó không có gì đó là cơ sở cả. Mặc dù Duy Nguyễn chả cần phải nói dối các bạn làm gì, cái đầu tốt nó tốt, ok nó ok, giống như cái máy đeo vai nãy mà anh Đam nó thấy mẹ luôn chứ gì. Khen khỏi gì nữa.